Người đàn ông này bị mắc kẹt trên đảo hoang cùng với gia đình mình, trải qua nhiều ngày cực khổ dài đằng đẵng, cuối cùng đã có một thuyền đánh cá phát hiện ra họ. Không ngờ ngư dân trên thuyền nhân lúc cháy nhà chạy ra hôi của, đòi phải trả 1 triệu đô thì mới cứu họ. Cơn ác mộng bây giờ mới chính thức bắt đầu. 3 ngày trước, nam chính Kevin Riley đưa vợ con tới một khu nghỉ dưỡng ở biển Caribbean. Cậu con trai muốn ngồi phà để về trường có cái khoe khoang với các bạn, nhưng phà ở khu nghỉ dưỡng đã cho thuê hết. Cậu nhóc mè nheo bố nhà người ta thế nọ thế kia. Kevin không muốn làm con trai thất vọng, nên tìm một ngư dân bản địa thuê một chiếc phà, đưa gia đình ra biển chơi. Họ đi rất xa bờ, cậu con trai nhìn thấy một hòn đảo hoang thì vô cùng mừng rỡ, muốn bắt chiếc cướp biển Caribbean lên thám hiểm đảo hoang. Cảnh sắc trên đảo rất tuyệt vời. Nhưng khi họ lên phà trở về, thì động cơ lại gặp sự cố, không cách nào nổ máy được. Mở ra thì mới biết, động cơ này lấy từ máy cắt cỏ. Đúng là đồ rẻ tiền thì lắm vấn đề. Họ đành phải ở lại đảo này chờ xem có tàu thuyền nào đi qua hay không. Nhưng đợi đến tối vẫn chẳng thấy chiếc thuyền nào đi qua. Hôm sau, Kevin thử sửa động cơ. Động cơ còn chưa khởi động được thì đã nhìn thấy một chiếc thuyền ở phía xa. Nhưng dù họ kêu cứu to đến thế nào, chiếc thuyền vẫn biến mất ở cuối chân trời. Trên đảo hoang không có nước. Sau đêm thứ hai, con trai anh bị mất nước, rơi vào trạng thái hôn mê. Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu bé sẽ chết vì mất nước. Kevin không muốn ngồi chờ chết nữa. Anh đưa vợ con lên phà. Anh cho rằng chỉ khi lên phà thì người khác mới nhìn thấy họ. Sau một ngày một đêm lênh đênh trên biển, họ lại dạt vào một hòn đảo khác. Anh và vợ con đã thoi thóp. Trong cơn mê man, Kevin loáng thoáng nghe thấy tiếng thuyền đánh cá. Anh cố gắng vất cành dừa kêu cứu. Điều này đã vắt hết chút sức lực cuối cùng của anh. Trước mắt chợt tối sầm lại, Kevin ngất xỉu. Khi anh tỉnh lại, hai ngư dân đã cứu gia đình họ. Sau khi bổ sung nước ngọt cho họ, một ngư dân cao gầy yêu cầu Kevin phải trả thù lao. Kevin nghĩ, dù sao họ đã cứu mạng mình, trả chút thù lao cũng là hợp lý. Anh nói mình sẽ trả 10.000 đô. Thấy vẻ mặt chê bai của người nọ, anh tăng lên thành 40.000 đô. Đây là toàn bộ số tiền tích lũy của anh hiện tại. Không ngờ tên ngư dân lại không biết xấu hổ, mở miệng đòi hẳn 1 triệu đô. Kevin nghiệt mặt, anh chỉ là một bác sĩ thị trấn, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Nhưng tên ngư dân không tin, người tới đây nghỉ dưỡng đều là người có tiền. Bất chấp việc anh cầu xin hết nước hết cái, hắn vẫn đòi 1 triệu đô, nếu không sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Tình trạng vợ con anh bây giờ đã rất nguy kịch, nếu không đưa tiền cho chúng, họ chắc chắn sẽ chết. Không còn cách nào khác, anh đành phải cắn răng đồng ý. Nào ngờ, giây tiếp theo, đến khi tỉnh lại, Kevin thấy mình đang nằm trên thuyền chài. Vợ và con trai anh bị bỏ lại ngoài đảo hoang, gã ngư dân cảnh cáo anh không được báo cảnh sát, vì chỉ có hắn và đồng bọn mới biết vị trí hòn đảo kia ở đâu. Chỉ cần tiền về tay, chúng sẽ quay lại đảo đón vợ con cho anh. Bằng không họ chỉ có thể chờ chết trên hòn đảo ấy. Quay về thị trấn, Kevin bắt đầu gọi điện vay mượn khắp nơi, nhưng người quen của anh đều không có ai giàu có, gom góp mãi mới chỉ đủ 190.000 đô. Tên ngư dân chê quá ít. Kevin tức tối nói, bây giờ chỉ có bấy nhiêu thôi, một là lấy bằng đó, hai là không có đồng nào cả. Thôi thì có còn hơn không, 190.000 đô thì 190.000 đô vậy, lấy được tiền rồi. Tên ngư dân kêu Kevin lái tàu đi theo thuyền đánh cá của chúng. Nhưng khi Kevin vừa vào khoang lái, tên ngư dân lại khóa trái cửa, lấy cớ là đề phòng anh liên lạc với người khác, khi nào lên đảo hắn sẽ thả anh ra. Thế nhưng khi thuyền chạy ra xa khỏi bờ, tên ngư dân lại đâm thủng thuyền. Rõ ràng hắn đang muốn giết người diệt khẩu. Vợ con của Kevin bị tên ngư dân bỏ lại ngoài đảo hoang. Sau khi nhận được 190.000 đô tiền thù lao, tên ngư dân đồng ý đưa anh quay lại đảo hoang để cứu vợ con. Nào ngờ khi thuyền vừa ra xa bờ, tên ngư dân đã nhốt anh trong khoang lái, rồi dùng giáo đâm thủng sàn thuyền. Rõ ràng hắn đang muốn giết người diệt khẩu. Kevin vội vàng thề thốt, chỉ cần cứu được vợ con, anh tuyệt đối không khai báo với cảnh sát. Nhưng tên ngư dân không tin, hắn cho rằng làm thế này mới là an toàn nhất. Thuyền dần chìm xuống biển, lúc này tên ngư dân mới yên tâm rời đi. Kevin chìm trong nước, trong đầu toàn nghĩ tới vợ con đang mắc kẹt trên đảo. Khát vọng sống trong anh trỗi dậy, anh dùng tay nắm cửa đập vỡ cửa kính, bơi lên mặt nước. Đúng lúc được một chiếc tàu đi ngang qua cứu và đưa về bờ, Kevin lập tức báo cảnh sát và liên lạc về Mỹ. Đại sứ quán lập phương án giải cứu, nhưng khu vực này có hàng trăm hòn đảo hoang, nếu tìm kiếm từng nơi một thì sẽ mất tới vài tuần. Kevin biết vợ con anh chỉ cầm cự được tới ngày mai, cách nhanh nhất lúc này là phải bắt được hai ngư dân kia, rồi bắt chúng khai ra hòn đảo ấy ở đâu. Nhưng cảnh sát thị trấn lại không đồng ý. Ông ta sợ tin tức ngư dân địa phương làm hại khách du lịch truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch của vùng. Kevin không muốn lãng phí nước bọt với ông ta. Anh chỉ biết nếu không tìm thấy vợ con anh kịp thời, rất có thể họ sẽ chết vì mất nước. Anh tới khách sạn, lên mạng in một tấm bản đồ các hòn đảo quanh khu vực. Trong lúc trò chuyện với một người yêu thích câu cá, anh đã nhận được gợi ý, tên ngư dân da màu kia nếu đã ra biển đánh bắt thì nhất định sẽ tới chợ bán cá. Anh có thể tìm chúng bằng cách này. Kevin nói đầu mối này với cảnh sát trưởng, nhưng ông ta lại nói, phương án hiện tại là tìm kiếm cứu hộ, nếu muốn điều tra thêm, lực lượng cảnh sát e là không đủ. Kevin hoàn toàn mất niềm tin vào cảnh sát, chỉ có thể dựa vào chính mình. Một mình anh chạy tới chợ giao dịch ven biển, nhưng bây giờ đã quá muộn, chợ đã đóng cửa. Nhờ một nhân viên dọn vệ sinh chỉ dẫn, anh ra cảng đóng hàng, nói dối là muốn ra biển câu cá đêm, cần thuê vài thủy thủ. Nhờ đó, anh nghe ngóng được rằng vào thời gian này, các thủy thủ đều đang ở một quán bar bên cạnh cảng biển. Kevin chạy tới quán bar, quả nhiên đã dò hỏi được về ngư dân da màu kia, nhưng người mà anh tìm thấy không phải gã ngư dân đó. Manh mối duy nhất đã bị cắt đứt.
Kevin hoang mang tuyệt vọng, không biết phải làm gì. Trời không chặn đường sống của ai bao giờ. Đúng lúc này, bệnh nghề nghiệp của anh lại tái phát. Anh chú ý thấy một vết sẹo lớn trên tay tài xế. Nhớ lại trên cánh tay của tên ngư dân da màu cũng có một vết thương, hơn nữa còn là vết thương mới. Thời gian vết thương lành miệng chưa quá một tuần, anh bèn quay xe tới thẳng bệnh viện duy nhất trong thị trấn. Sau khi anh kể cho bác sĩ nghe cảnh ngộ mà người thân của mình đang gặp phải, bác sĩ rất thông cảm cho anh, nhưng thân là bác sĩ, cô không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân được. Cô lặng lặng kéo rèm lại, một mình ra khỏi phòng khám. Kevin hiểu ý, dựa theo thông tin khám bệnh, Kevin tìm được bệnh án của tên ngư dân kia, chụp được địa chỉ nhà của hắn, đồng thời lấy đi một con dao phẫu thuật. Anh đi theo địa chỉ và tới được nhà của tên ngư dân, nhưng trong nhà chỉ có một người phụ nữ đang chăm sóc cho một đứa bé. Có điều trên tường lại có ảnh chụp tên ngư dân kia ra biển đánh bắt cá. Kevin vội chụp số hiệu thuyền dưới góc ảnh chụp. Đúng lúc này, tên ngư dân trở về. Kevin khẩn thiết cầu xin hắn đưa mình đi cứu vợ con, không ngờ hắn lại giả vờ ngu ngơ không biết gì. Kevin nổi trận lôi đình, nhào lên đập cho hắn một trận. Vợ hắn thấy thế thì xách nỏ ra chĩa thẳng vào đầu Kevin. Vợ của tên ngư dân giơ chiếc nỏ đánh bắt cá, chĩa vào đầu Kevin ép anh ngừng tay. Lúc này, con gái hắn bị đánh thức bởi tiếng ồn, lò dò ra ngoài xem. Vì tình thế ép buộc, Kevin phải rút dao phẫu thuật ra, bắt cô bé làm con tin, ép hai vợ chồng tên ngư dân bỏ chiếc nỏ xuống. Nào ngờ, khi tên ngư dân đặt nỏ lên bàn, tên lại bắn ra, mũi tên xuyên qua bụng cô bé và Kevin. Thấy con gái đã chết, tên ngư dân điên cuồng xông lên bóc cổ Kevin. Tử thần đã vờn ngay trước mặt anh, bản năng cầu sinh trong anh trỗi dậy. Anh mò được con dao phẫu thuật rơi dưới đất, đâm thẳng vào cổ tên ngư dân. Khi anh tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, cổ tay bị tròng một chiếc còng tay. Anh bị nghi ngờ là hung thủ của vụ giết bé gái và cha cô bé. Dù anh giải thích thế nào, cảnh sát trưởng cũng không tin. Hành động giải cứu cho vợ con anh cũng bị xóa bỏ. Kevin nghe vậy thì nổi điên, cảnh sát xông lên đè anh lại. Kevin chớp thời cơ cướp súng của cảnh sát nọ, ép họ mở còng tay, sau đó chạy trốn khỏi bệnh viện. Sau khi trời sáng, anh tới phòng quản lý hải cảng, nói dối rằng mình là người câu cá, nhưng lại bị lạc khỏi đoàn. Dựa theo tên và số hiệu thuyền mà anh cung cấp, họ đã tra được cảng mà con thuyền này thuê đậu, nhưng hạn thuê đã kết thúc từ hôm qua, tức là con thuyền đó đã không còn ở cảng này nữa. Anh không thể tìm được đồng bọn của tên ngư dân kia rồi. Một lần nữa mất manh mối, Kevin vô cùng chán nản. Đúng lúc này, anh thấy một người đang gọi điện thoại. Anh chợt nhớ ra tên đồng bọn cũng có điện thoại. Kevin vội dùng điện thoại công cộng gọi cho đại sứ quán, để họ lần theo điện thoại của tên đồng bọn, còn hứa rằng chỉ cần bắt được hắn, anh sẽ quay về tự thú ngay lập tức. Nhưng cảnh sát lại nói họ đã thử gọi điện cho tên đó, nhưng điện thoại vừa kết nối đã lập tức bị ngắt. Có lẽ giờ này hắn đã trốn lên đảo hoang. Kevin rơi vào tuyệt vọng. Anh bắt một chuyến xe khách rời khỏi quảng trường, nghĩ đến vợ con sống chết không rõ, bản thân mình lại lực bất tòng tâm. Anh rơi nước mắt đầy bất lực. Đúng lúc này, hy vọng đã nhen nhóm. Anh quay đầu, kẻ ngồi hàng ghế cuối kia chẳng phải chính là tên đồng bọn đấy ư? Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó hắn lập tức nhảy khỏi xe. Kevin cũng nhảy xuống xe đuổi theo, cầu xin hắn nói ra nơi vợ con anh đang mắc kẹt. Tên đồng bọn nghe thế thì không chạy nữa. Khi đang qua đường, hắn bất ngờ bị một chiếc xe tải đâm trúng, cả người hắn bị thương nặng. Kevin vội giơ bản đồ ra, chỉ vào hòn đảo nơi vợ con anh đang ở. Vốn định lái xe ra bến cảng ngay, nhưng thân là bác sĩ, anh không thể thấy chết không cứu. Anh nhờ tài xế lái xe đưa tên đồng bọn tới bệnh viện, còn bản thân anh cắn răng nhịn đau chạy ra bến cảng. Để tranh thủ thời gian ra cứu vợ con, Kevin giơ súng uy hiếp mọi người, cướp một chiếc và đang chuẩn bị xuất phát. Sau khi cài đặt hành trình, anh phóng hết tốc lực. Lúc này, cảnh sát biển cũng đuổi tới. Cũng may chiếc phà anh đang lái có tốc độ không đùa được, gia tốc lên 100 km/h chỉ trong vòng 0.5 giây, chỉ phút mốt đã bỏ xa cảnh sát biển, cuối cùng cũng tới hòn đảo hoang trên bản đồ. Vợ và con trai anh đã rơi vào hôn mê sâu, còn chưa ôm được vợ lên phà, toàn thân anh đã tê liệt vì mất máu và ngã xuống hôn mê trên bờ cát. Không lâu sau, trực thăng của đội cứu hộ đã tìm thấy họ. Nam chính Kevin trong phim vì muốn cứu vợ con mà vắt kiệt mọi sức lực của mình, dù rơi vào tuyệt vọng cũng không từ bỏ. Chị em mà tìm chồng thì nhớ tìm anh nào như Kevin nhé. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù đây chỉ là một bộ phim điện ảnh, nhưng số lượng khách du lịch mất tích hàng năm vẫn đang không ngừng tăng cao. Các bạn đi du lịch nhớ chú ý cảnh giác, phòng vẫn hơn trống mà. Cuối cùng, mình chúc các bạn mỗi chuyến du lịch đều thượng lộ bình an, hạnh phúc vui vẻ. Nếu thích video này, hãy like, share video và đừng quên follow kênh của mình nhé.